Nên lúc bây giờ Đức Phật Thầy Tế An ở tại đó, ở tại chỗ mấy đình đó, Đức Phật mới coi như là đi ra nói các ông làm cái gì vậy? Nói bây giờ kéo cái da xếp vô đặng mà thuyền ghe nó đi. Thì lúc bây giờ Đức Phật Thầy Tế An á mới nói thôi bây giờ mấy ông coi như là kéo đi, tôi sẽ tiếp tay cho. Nhưng mà các ông kia trả lời, nói sớm giờ coi như là anh em kéo vô mà kéo không có nổi. Đức Phật Thầy Tế An nói lời quả quyết, bây giờ các ông cứ việc kéo đi, tôi tiếp cho. Nhưng mà cái sự quả quyết của Đức Phật Thầy Tế An, nên các ông nói thôi bây giờ thử ông còn sao. Thì bây giờ trong khi đó vừa coi như là bắt đầu lại, vừa kéo vô, thì Đức Phật Thầy Tế An mới nói thôi bây giờ hè, 1, 2, 3 kéo. Thì tự nhiên bây giờ cây da bắt đầu nó rộp vô. Vậy thì bây giờ chúng tôi nhân trong cái ngày lễ của Đức Phật Thầy Tây An, mà chúng tôi coi như là cũng xin trình bày sơ lược, sơ lược cùng với quý vị, là Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 năm Kỷ Dậu. Và trong khi đó trong thời gian 7 năm, mà trong thời gian 7 năm đó tất nhiên tới năm 1856 là ngày tịch diệt. Vậy thì bây giờ quý vị mình đi lễ Đức Phật Thầy Tây An là chúng ta cũng nên biết là Đức Phật Thầy Tây An là ngài nguyên nhân nào mà ngài xuất hiện ra đời, và trong khi ngài xuất hiện ra đời với mục đích gì, và cuối cùng coi như là ngài có cái bổn phận gì đối với tất cả các chúng sinh. Vậy thì bây giờ kể từ khi Đức Phật Thầy Tế An ra đời năm 1849 cho đến năm 1856 tịch ư Bính Thìn Niên, tất nhiên là vào năm Bính Thìn, vào đúng coi như là 12 giờ trưa ngày tịch diệt, ngài mới để lại cho tất cả các người tín đồ trong tông hệ Cửu Bửu Sơn Kỳ Hương, trong đó là một cái cuốn Sấm Trạng Trình của bác Anh Nam Chư Đồng Đạo. Và cái nguyên nhân của ngài ra đời đó, thì bây giờ chính vì trong cái lúc con người giai đoạn đó bị dịch bệnh vô số, cho nên ông Phật lúc nào mà ông ra đời đó là chúng sanh khổ, ông mới ra đời. Nên Đức Phật Thầy Tế An ra đời chính vì trong cái lúc đó con người coi như là rất là khổ sở, là con người chết chóc vô cùng, cho nên ngài xuất hiện ra đời là một vị cứu tinh cho nhân loại trong thời kỳ đó, thưa cô bác anh em chị đồng đạo. Cho nên là khi Đức Phật ra đời tại ở làng Tòng Sơn, cô bác anh em chị đồng đạo, và có nhiều điểm, nhiều vị trí hiện tại bây giờ là trong cái ngày lễ này để mà chúng ta tôn kính Đức Phật Thầy Tây An, thưa chị quý vị. Đó. Cho nên ở tại làng Tòng Sơn khi xưa đó là một cái chùa nhỏ, và ở nơi đó có một cái ngôi đình, và không biết như thế nào đó thì Đức Phật Thầy Tây An, không biết coi như là cái sự tu tập và cái sự xuất hiện ổng ra sao, thì một hôm nọ đó quý vị mình được biết á, là nghe tương truyền kể lại đó là ổng từ coi như là có gian một cái chiếc ghe thương buôn, không biết coi như là cái ghe thương buôn đó đi như thế nào mà tới chỗ làng Tòng Sơn ấy, ổng dừng lại, ổng ở tại đó. Mà khi ổng ở tại đó rồi, trong khi đó ổng vừa lên bờ rồi đó, thì ở tại chỗ cái mé đình đó, thì nó có coi như là trong cái mé đình thì ổng coi như là xin phép cái ông từ đó để mà ổng tá túc ở nơi đó. Nhưng mà trước khi tá túc đó thì bây giờ coi như là có một cái làng Tòng Sơn ở tại chỗ gạch chùa đó, mà cái đường đi vô đó hen là có một cái cây cầu, mà cây cầu đó là gọi là cái gạch chùa. Mà cái gạch chùa hồi lúc đó đó là trong khi đó xuồng ghe người ta đi tới đi lui rất là thông thường, mà bỗng nhiên coi như là có một cái cây da nó ngã xuống như vậy đó hen, là xuồng ghe gì coi như là bị ứ động không có thể nào mà đi được. Nên lúc bây giờ là người ta coi như là mới họp lại tất cả những thanh niên lực lưỡng và những người có cái tài sức phi thường để mà người ta coi như là dìm kéo cái cây da vô, nhưng mà hì hục coi như là suốt trong thời gian không có kéo vô nổi. Nên lúc bây giờ Đức Phật Thầy Tế An ở tại đó, ở tại chỗ mấy đình đó, Đức Phật mới coi như là đi ra nói các ông làm cái gì vậy? Nói bây giờ kéo cái da xếp vô đặng mà thuyền ghe nó đi. Thì lúc bây giờ Đức Phật Thầy Tế An á mới nói thôi bây giờ mấy ông coi như là kéo đi, tôi sẽ tiếp tay cho. Nhưng mà các ông kia trả lời, nói sớm giờ coi như là anh em kéo vô mà kéo không có nổi. Đức Phật Thầy Tế An nói lời quả quyết, bây giờ các ông cứ việc kéo đi, tôi tiếp cho. Nhưng mà cái sự quả quyết của Đức Phật Thầy Tây An,
Nên các ông đó thôi bây giờ thử ông còn sao. Thì bây giờ trong khi đó vừa coi như là bắt đầu lại, vừa kéo vô, thì Đức Phật Thầy Tế An mới nói thôi bây giờ hè, 1, 2, 3 kéo. Thì tự nhiên bây giờ cây da bắt đầu nó rộp vô. Mà khi kéo được vô như vậy rồi, trong khi đó người ta mừng hết biết mừng luôn rồi. Kéo cái da vô, xếp vô được mừng. Cho nên xuồng ghe coi như là nó ứ động trong cái thời gian vậy, coi như là không đi qua đi lại được. Mà khi đi được rồi bắt đầu người ta lo, ta mừng, ta đi không của bác anh em dòng đạo. Mà không quên nghĩ rằng không biết cái ông này là cái ông gì, mà tại sao trong khi đó mà lại coi như là có một cái sức coi như là thần thông như vậy. Rồi trong khi đó cũng bỏ lãng qua. Khi mà bỏ lãng qua vậy rồi thì Đức Phật Thầy Tây An coi như là mới trở về ở nơi coi như là cái mái đình nữa, để mà coi như là ngồi đó nữa. Vậy thì bây giờ trong cái mái đình đó, nó coi như là trong khi đó hàng ngày Đức Phật Thầy Tây An mới nhóm lửa, mới nấu nước. Rồi coi như là cái công việc của ổng giống như là một cái người tá túc vậy thôi, không có cái gì coi như là quan trọng. Cái ông đình nó tất nhiên là cái ông từ đốt nhang. Bây giờ cái chỗ cái đình mà chùa Tòng Sơn đó, là coi như là ở phía sau đó là cái đình bây giờ ta đang xây cất lớn lên rồi đó. Là cái chỗ đó là cái đình đó cô bác anh em trong đạo, hồi xưa là cái đình nó nhỏ chứ không có lớn vậy. Vậy thì bây giờ cái ông từ ông ra, ông quở, ông la, ông nói tôi nấu cho chú biết, tôi cho chú ở đây là ở, nhưng mà tại sao bữa nào chú cũng đốt như là lửa vậy hết. Mà nếu như mà chú mà đốt lửa như vậy đó nghe, mà nó lỡ nó quả quạng một cái đó nghe, là chú phải chịu trách nhiệm nghe. Bây giờ tôi không bằng lòng, bây giờ chú phải đi đời khỏi chỗ này. Là ông từ ông đuổi Đức Phật Thầy Tây An, không cho ở đó nữa. Cô bác anh em dùng đạo. Thì Đức Phật Thầy Tây An nói thôi, nếu như mà ông đuổi đó thì tôi đi, nhưng mà trước khi tôi đi đó là tôi coi như là cho ông coi như là biết lý lịch. Ông từ ông nói tàn đất ơi, ở tôi câu cần biết lý lịch ông ra làm sao. Bây giờ ông ở đây thì ông ở, ông đi thì đi, ông có cái chuyện gì mà quan trọng mà cần phải lấy lý lịch thì chứ quý vị. Rồi bây giờ trong khi đó nó có một cái chuyện xảy ra nữa, thì coi như là cũng hôm sau thì bỗng nhiên coi như là cái dân người ở trong làng người thấy dịch bệnh hồi xưa mà người ta mê tín, chứ không phải giống như bây giờ. Người ta mê tín, không biết mấy cái ông cụ lớn lớn mình bây giờ còn nhớ không, là hồi xưa có những cái tình trạng coi như là người ta thường coi như là đóng bè. Mà có cái chuyện rồi bắt đầu người ta đóng bè, người ta để trên cái chiếc bè nào cơm, nào tôm, nào cá, nào đủ thức, tất cả các món ở trên bè. Rồi bắt đầu người ta mới nguyện giái cúng xong, bắt đầu người ta mới thả xuống sông trời để mà đi. Vậy thì bây giờ trong khi đó là cái việc làm đó là ở trong làng người ta mới họp lại đóng một cái chiếc bè lớn, mà trong đó coi như là ta mới đặt bàn hương án, ta cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu tan và không còn bị nhiễu hại dân làng, để cho cái người dân làng được bình an vô sự. Người ta coi như là chuẩn bị coi như là tống bè. Thì Đức Phật Thầy Tây An mới đến mới hỏi vậy chứ các ông bữa nay làm cái gì vậy. Thì các ông kia coi như là trả lời ông không biết dịch bệnh coi như là trong làng nó xảy ra coi như là chết chóc vô cùng không, mà đằng này coi như là người ta làm cái bè người ta tống ôn. Thì trong khi đó Đức Phật Thầy Tây An mới trả lời một câu ôn tồn nhỏ nhẹ, nói các ông á, tôi nói cho các ông không biết, ở đây bị dịch bệnh mà quý vị tống ôn cho cái ôn đó đi chỗ khác, rồi chỗ khác người ta bị nhiễm bệnh nữa. Vậy thì bây giờ quý vị tống chỗ này, đưa chỗ này mà đi đến chỗ khác nữa thì cũng là chúng sanh. Vậy thì bây giờ quý ông mà tống ôn thì tôi xin rước. Đức Phật Thầy Tây An nói qua câu nói này ai cũng nổi óc. Ủa sao ông này ông lại nói người ta tống ôn, người ta sợ ôn, mà ông này ông nói lại là ai tống thì tôi xin rước. Cái chuyện này lạ. Thì bây giờ mấy người kia mới trả lời, nói ông nói thật tình, cái câu nói của ông coi như là nó không hữu hiệu gì chứ trời. Người ta sợ ôn dịch vô cùng mà ông lại là xin rước là sao? Đức Phật Thầy Tây An nói là tất cả các chúng sanh ai cũng sợ ôn dịch, mà mấy ông lại sợ ôn dịch mà mấy ông tống đưa chỗ khác thì tôi xin rước về đây chứ sao. Thưa chú quý vị, rồi bây giờ nói cái chuyện hư hư thực thực như vậy đó, là trong khi đó là ông từ quyết định coi như là đưa cho ông đi. Mà trong khi ông đi đó thì ông bắt đầu ông mới khai lý lịch. Ông nói tôi bây giờ thật sự tôi nói cho mấy ông biết đó, là tôi không phải là cái người ở làng này, nhưng mà trong khi đó coi như là trong cái việc của tôi đi trong thời gian đó, bây giờ tôi trở lại để mà tôi cứu độ cho nhân sinh.
Thưa chưa quý vị, thì Đức Phật Thầy Tây An quả quyết như vậy. Xong rồi đó thì ông mới khai lý lịch, nói tôi chính danh là Đoàn Minh Quyên, và tôi còn hai người chú là Đoàn Văn Viên và Đoàn Văn Điệu. Là cái người đó là người chú của tôi, là cái người coi như là tôi ở, coi như là ở ngoài trung phần mà tôi trở vào trong đây. Thì bây giờ Đức Phật Thầy Tây An mới nói ổng còn hai người chú là Đoàn Văn Viên và Đoàn Văn Điểu. Thì lúc bây giờ đó thì người ta mới đi tìm, mà thật sự trong lúc đó hai cái người chú mới đến coi như là cảm nhận là cái người này thất lạc, đi từ hồi nhỏ tới giờ không biết đi đâu, mà bây giờ được trở về với anh em trong đạo. Rồi nó đi nó lại nó tới nó lui, nhưng mà cuối cùng rồi đó thì bây giờ trong khi làm lý lịch xong thì ông Từ ổng mới đuổi, ổng mới đuổi đi. Mà khi mà đuổi đi rồi thì Đức Phật Thầy Tây An ổng mới nói bây giờ khi mà tôi xin đi rồi đó thì bây giờ các ông nên nhớ, nên nhớ bây giờ khi nào mà có dịch bệnh, khi nào mà có coi như là con người bị ôn dịch và ấu ỉa, và trong khi không cứu trị được, tôi có để lại coi như là cái cán cờ, quý vị mà cứ giật đẻo và lấy đó để mà nấu nước uống là hết. Thật sự cô bác anh em chỉ đồng đạo. Và người ta khi ai mà bị dịch bệnh, ai bị cái gì đó thì bây giờ người ta cứ đẻo nấu nước uống, uống đâu hết đó, uống đâu hết đó. Người ta lúc bây giờ mới nghĩ rằng là Đức Phật Thầy Tây An là một đấng cứu tinh cho nhân loại. Ha. Rồi trong khi đó coi như là cái ngày đó là Đức Phật Thầy Tây An xuống cái chiếc xuồng ba lá, và ngài bơi bằng một cái máy, bằng một cái máy coi như là máy dầm mà có nhỏ 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 gọn gọn thon thon thôi. Vậy nên mà trong khi đó cái người ở dân trong làng đó, người ta nghĩ rằng coi như là Đức Phật Thầy Tây An là một cái vị coi như là có cái chỗ là thần thông, nên người ta bắt đầu mới chèo theo. Vậy đó mà Đức Phật Thầy Tây An bơi nhẹ nhẹ, bỏ dầm bơi coi như là nhẹ nhẹ, mà trong khi đó là cái chèo thuyền của mấy người đó đó nghe, là chèo coi như là chèo riết theo, nhưng mà chèo cũng không được. Nên Đức Phật Thầy Tây An coi như là đi lần bỏ Tòng Sơn xong thì Đức Phật Thầy Tây An mới lên Trà Bư. Lên Trà Bư rồi bắt đầu mới lên trên cái chùa Xẻo Môn đó, cô bác anh em chứ đồng đạo. Lên trên cái chùa Xẻo Môn đó là quý vị mình có đi tham quan không? Có ai đi tham quan trên cái chùa Xẻo Môn không quý vị? Có không? Cái chùa Xẻo Môn là ngang cái chùa của Đức Phật Thầy Tây An, là cái chùa mà ở tại Kiến An đó. Thì Đức Phật Thầy Tây An mới lên trên cái chùa Xẻo Môn đó tá ngộ. Và trong cái thời gian tá ngộ như vậy đó, thì bây giờ sau đó Đức Phật Thầy Tây An mới qua bên cái chùa Kiến An. Mà cái chùa, cái chỗ là ở tại chỗ cái chùa Tây An bây giờ đó, cái chùa Tây An đó đó, thì lúc bây giờ Đức Phật Thầy Tây An mới qua bên đó, là cái chỗ đó hồi xưa là cái cốc của ông Đạo Kiến. Là cái cốc của ông Đạo Kiến nó nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, là bên đây coi như là có cái đình. Thì bây giờ ổng cũng vô trong đây coi như ở trong cái đình đó nữa. Ổng vô trong cái đình, mà cái đình đó tất nhiên là lúc đó nó gọn chứ không phải nó lớn giống như là ở bây giờ. Vô trong cái đình đó ở, thì vô trong cái đình đó ở là quý vị mình được biết đó hen, là ông Từ không có hay. Mà tới chừng mà sáng ra đó là ông Từ ông lên ông đốt hương, thì bỗng nhiên coi như là gặp ông ngồi chiếm trệ ở trên coi như là cái bàn thờ ông thần. Cái ông Từ ông hồn phi và tán trên trời đời. Ông bỏ dục ra ông chạy. Mà khi ông chạy đây rồi đó, thì trong khi đó là Đức Phật Thầy Tây An mới ngoắt lại. Mới ngoắt lại coi như là nói với coi như là ông Từ Đình á, ông đừng có sợ, tôi không phải là quỷ ma gì đâu mà ông sợ. Ông trở lại đây, ông trở lại đây tôi nói cho ông nghe. Lúc bây giờ cái ông Từ ông mới coi như là lấy lại một cái mực thăng bằng. Ông nói vậy bây giờ ông không phải quỷ ma hả? Mà tại sao ông dám lên trên lại ngồi trên cái bàn thờ của ông thần ông hỏi ông là ai? Đức Phật Thầy Tây An mới ôn tồn, mới nói với ông Từ, nó thôi tôi nói cho ông biết, tôi là Phật Thầy trở lại, cô bác anh em chứ đồng đạo, để cứu độ cho chúng sanh, chứ không gọi là Phật Thầy Tây An nha. Tôi là Phật Thầy, ông đừng có sợ. Cái ông Từ ông nói vậy là ông Phật Thầy hả? Nếu mà ông Phật Thầy thì bây giờ ông có thể coi như là cứu độ chúng sanh được không? Thì Đức Phật Thầy mới nói, tôi là nói cho ông biết tôi là Phật Thầy trở ra đây để mà cứu độ cho chúng sanh. Mà nếu như bây giờ ông không tin tôi thì thử thời bây giờ có người nào bệnh đau gì đó, cứ việc đem lại cho tôi chữa trị đi.
cái ông từ ông ngạc nhiên như vậy. Mà hiện tại trong cái lúc đó là cái lúc đó là đang cái lúc dịch bệnh, mà dịch bệnh coi như là nó lộng hành trong cái giai đoạn đó rồi. Thì lúc bây giờ quý vị được biết đó, ông Trần ông mới kêu cái người mà bị đau bị bệnh ở trong cái làng đó đến để cho Đức Phật Thầy Tây An trị bệnh. Thì Đức Phật Thầy Tây An coi như là bắt đầu vào cuộc là mà để trị bệnh cho như là tất cả những coi như là những cái người mà coi như là đang lâm phải cái dịch bệnh coi như là thập tử nhất sanh. Mà trị đâu thì hết đó, trị đâu hết đó. Cho nên trong khi đó coi như là lúc bây giờ mới nổi tiếng, mới nổi tiếng coi như là Đức Phật Thầy Tây An lúc đó coi như là ra đời trị bệnh. Vậy thì bây giờ cái danh từ Phật Thầy mà trong lúc đó có đó là nó có ngay trong cái thời điểm đó có là cho tới bây giờ quý vị mình thấy. Vậy thì bây giờ Đức Phật Thầy Tây An ở tại trong cái cốc ông Đạo Kiến là tại chùa Tây An hiện tại bây giờ. Và sau đó coi như là trong thời gian là Đức Phật mới lên trên coi như là ở trên cái vùng Thất Sơn này nè, mới thâu thập đệ tử coi như là càng ngày càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Và trong đó có thập nhị hiền thủ, là người nào cũng có thần thông, và người nào cũng có đạo lực, và người nào cũng có đủ điều kiện để trị bệnh. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta đến cái vùng Thất Sơn này, là cái vùng này là cái vùng của Đức Phật Thầy Tây An khi xưa. Và cái núi cấm này là Đức Phật Thầy Tây An đặt tên gọi là Thiên Cẩm Sơn. Cho nên trong vùng bảy núi này đó là Đức Phật Thầy Tây An đặt tên hết. Cái núi cấm được gọi là núi Thiên Cẩm Sơn, núi két gọi là Anh Vũ Sơn, còn có núi tô á gọi là Phụng Hoàng Sơn, núi nước á gọi là Thủy Đại Sơn, núi tượng á gọi là Liên Hoa Sơn, núi dài năm giếng á là Ngũ Hồ Sơn, núi dài mà giảng núi dài giảng liên á gọi là Ngọ Long Sơn. Đó là bảy núi. Thì trong bảy núi là Đức Phật Thầy Tây An đặt tên, và đồng thời Đức Phật Thầy Tây An mới trở về ở tại chỗ của núi két của bác anh em trong đạo, là mấy coi như là kêu tất cả các vị đệ tử để mà lập lên trại ruộng, vừa làm ruộng mà vừa để mà tu hành theo cái phương pháp là học Phật tu nhân. Vì vậy cho nên Đức Phật Thầy Tây An đó mới thành lập lên trại ruộng, mà quý vị mình đã có đi giếng rồi đó phải không? Vừa qua rồi nghe nó đồng đạo là có đi giếng ở cái chỗ là chùa Thái Sơn, chùa Phước Điền và cái đình Thái Sơn. Thì hồi xưa chỗ đó gọi là cái trại ruộng chứ không phải là cái chùa Phước Điền, mà cũng không phải coi như là cái chùa Thái Sơn, mà cái đó là chính thức như là trại ruộng Phước Điền, trại ruộng Thái Sơn. Ở tại trại ruộng Phước Điền nó có hai con trâu sấm và trâu xét, mà trong cái thời kỳ đó là Đức Phật Thầy dạy cho nó, và có hai con trâu đó là nó có thần thông luôn của bác anh em chừng đạo. Và đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An là trong đó kể ra coi như là cái thứ nhất tất nhiên là Đức Cố Quảng, là ông Trần Văn Thành đó. Rồi cái thứ hai tất nhiên là trong khi đó là dài dài coi như là Đạo Lập, Đạo Ngoạn, Đạo Xuyến, ông Đình Tây và dân dân, coi như là trong đó là có tất cả các nhiều coi như là vị mà đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An là cao thủ không, rất là giỏi võ mà cũng rất là có thần thông đặc biệt. Ví dụ như ông Đạo Lập là ở chùa Bài Bài đó, đâu quý vị mình được biết cái chỗ đó ông gỡ cái trấn yếm. Và đồng thời coi như là ông Đạo Lập đó, ông có coi như là có thể đi mây về gió luôn, là có thể coi như là cái cây sậy đó, là gác ngang coi như là cây sậy dài gác ngang cái mương, ông đi trên cây sậy mà không gãy, mà có thể đi ngang một cái con sông đó hen, là ông lấy cái nón lá ông để trên coi như là cái mặt nước, ông ngồi trên nón lá là ông coi như là ông đi qua sông bằng cái nón lá. Ông Đạo Lập coi như là thần thông là vô cùng như vậy, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Rồi Đức Cố Quảng là quý vị mình biết vào ngày 22 tháng 2 năm 1873 coi như là ông giáng bóng, mà hàng năm coi như là đến cái ngày lễ nó rất lớn, là đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Bây giờ kể thêm cô bác anh em chị đồng đạo là hôm nay coi như là Đức Phật Thầy Tây An sở dĩ có danh từ Tây An đó là sau khi đó ông lên trên núi Sam nha, lên trên núi Sam ở trên cái chùa đó, cái chùa gọi là cái chùa Lâm Tế. Mà chùa Lâm Tế tất nhiên là trong khi đó Đức Phật Thầy Tây An ở cùng chung với mấy cái ông sư, và mấy cái ông sư ở trong cái chùa đó đó, thì bây giờ trong chùa đó người ta mới đặt lên vấn đề, nói thôi bây giờ nếu ông ở chủ trì ở đây đó để mà ông là trị bệnh độ đời coi như là ông coi như là cũng có một cái công lớn lắm.
Nhưng mà bây giờ cái thời kỳ của vua Tự Đức á, là bắt buộc. Bắt buộc ông nếu như mà ông chịu tu ở tại nơi đây thì bây giờ ông phải coi như là làm theo cái hình thức của nhà sư. Làm theo cái hình thức của nhà sư, ông phải cạo đầu. Có chứ còn bây giờ ông để râu để tóc vậy là trong khi đó là nó không phải đúng như hình thức của nhà tu. Cho nên cái lệnh ở trên truyền mới ban xuống, bây giờ coi như là ông phải cạo đầu. Cuối cùng rồi Đức Phật thầy Tây An ra cái trắc lệnh đó là bắt buộc ông phải cạo để mà ở trong cái chùa coi như là Tây An bây giờ. Khi ở trong chùa đó, trong khi trắc lệnh coi như là ra lệnh cạo đầu mà không có ra lệnh cạo râu, tới chừng cạo coi như là đầu xong rồi bắt ông cạo râu. Trong khi đó anh ơi, bây giờ ông nói đưa cái trắc lệnh ra coi, cái lệnh coi như là cạo đầu đâu có cạo râu đâu, mà ông bắt ông tôi cạo cạo râu tôi đâu có được. Cho nên hình của Đức Phật thầy Tây An quý vị mình còn tưởng tượng đó là cạo đầu mà không có cạo râu, thế gian mà cạo trọc mà thầy chùa mà để râu á, tất nhiên là trong khi đó coi như là Đức Phật thầy là cạo đầu để ở trong chùa. Thưa chư quý vị, rồi trong cái thời gian sau đó Đức Phật thầy Tây An mới đệ đơn lên coi như là cái nhà mà coi như là nhà vua của bác anh em trong đạo mà xin coi như là phép đặt cái tên chùa. Nhưng mà trong khi đó đặt cái tên chùa đó, tại vì trong cái thời kỳ đó là thời kỳ coi như là nó cũng quan hệ đến cái thời kỳ của người Pháp rồi, mặc dầu thông thời kỳ của vua Tự Đức của bác anh em trong đạo, mà trong khi đó là xin phép coi như là đặt cái chùa hiệu là Nam An Tự. Nhưng mà nhà nước á, là không chấp nhận, không cho để coi như là bản hiệu Nam An Tự mà phải để là Tây An Tự mới được. Tại vì bây giờ Nam An là nó muốn đất nước Việt Nam nó an, không cho. Mà bây giờ phải đặt coi như là Tây An Tự, tất nhiên là cái người Tây á, mới an chứ không cho Nam An Tự. Nên bây giờ cái chùa kia đó tất nhiên ở trên đó được bây giờ sau này thành coi như là cái hiệu chùa là Tây An Tự. Rồi Tây An Tự tất nhiên ở trên đó đặt hiệu trước. Nhưng mà cái chỗ ở của Đức Phật thầy Tây An ở dưới coi như là ở dưới là Long Kiến đó, thì bây giờ cái chỗ đó coi như là cũng là Tây An, là cái chùa của Đức Phật. Như vậy thì bây giờ Đức Phật hồi xưa là ngài chỉ xưng Phật thầy thôi, nhưng mà bây giờ được danh từ Tây An tất nhiên là xin đặt cái hiệu chùa. Và sau khi đó ngài ở chủ trì cái chùa ở trên núi Sam nên gọi là Đức Phật thầy Tây An. Nhưng mà ở trên đó là Tây An Tự, nhưng mà ở dưới coi như là Kiến An là Tây An Cổ Tự. Tất nhiên là cái chùa đó trước và cái chùa kia sau, nên được gọi là một là Tây An Tự, bên ở dưới đây là Tây An Cổ Tự, là cái chùa trước chùa sau thôi chứ không có gì hết, nhưng mà cũng là chùa của Đức Phật thầy Tây An. Thưa chưa quý vị, vậy thì hôm nay coi như là cái lịch sử của Đức Phật thầy Tây An ra đời để cứu tế cho nhân loại mà nãy giờ chúng tôi kể cùng với quý vị đó, là cái công hạnh và cái sự lập đời cứu đạo khai ra cái tông hệ Bửu Xuyên Kỳ Hương mà quý vị mình được biết đó, là trải qua trong cái thời gian 7 năm thôi, thất niên trụ thế, cứu mê tình, diệt địa trùng trùng, khổ chúng sinh,